Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu với quý vị một cái cây trồng trong nhà rất là đẹp. Cây này tiếng Việt gọi là Angel, tiếng Anh gọi là Angel Wing, tiếng quý vị. Thì mình dịch ra tiếng Việt đó là cây của cánh thiên thần. Cái lý do người ta đặt tên nó là cánh thiên thần thì quý vị nhìn đây, cái lá của nó có cái dạng giống như là cánh thiên thần vậy. Cái cây này á, thì nó thuộc họ của cái giống gọi là Begonia. Begonia là một cái giọng, một cái họ mà có rất là nhiều cái loại cây, tuy rất là lớn, một cái họ rất là lớn và cho hoa cũng tương đối là rất là nhiều cái kiểu khác nhau. Nguyên cái loại mà nó gọi là Angel Wing Begonia, như cái loại cây của tôi thấy đây á, tôi có đây á, thì ngay cái lá của nó, cấu trúc nó cũng rất là khác biệt. Như quý vị thấy đây này, cái loại này á, là cái lá nó có chấm 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 và nhỏ 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 thôi. Cũng có một cái loại cũng là Begonia Angel Wing, nhưng mà cái lá này nó, những cái chấm này quý vị, nó rất là lớn, và có một số thì nó lại có những cái sọc 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 trên cái lá. Thành ra cái dòng họ Begonia nó rất là lớn và nó có rất nhiều cái chi nhánh, nó nhỏ 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 và tùy theo cái hình dạng của cái lá cũng như tùy theo hình dạng của cái hoa. Dạ, như cái cây Angel Wing Begonia mà tôi có đây thì nó ra hoa từng chùm. Một chùm vậy nó ra có tùy theo cái độ tốt của phân cũng như nước cũng như ánh sáng. Một cái chùm này nó có thể cho quý vị từ 10 hoa cho tới 20 hoa. Và cái màu sắc của nó thì nó cũng tùy theo cái giống mà nó có thể cho quý vị hoa có màu từ màu trắng cho tới màu hồng, màu cam và màu đỏ. Có một số cái loại Angel Wing Begonia này nó ra hoa quý vị, nó tẻ làm nhiều cành khác nhau và mỗi cành nó chỉ có một hoa thôi chứ nó không phải có hoa chùm như cái loại này. Thì đó là giới thiệu sơ về những cái kiểu khác nhau của cái giống Begonia Angel Wing này, tức là cây cánh thiên thần. Thì thưa quý vị, đây là một cái chậu Angel Wing mà tôi đã có cũng khá lâu rồi quý vị. Cái chậu này tôi có chắc cũng tới 5 năm hơn rồi đó, có đó. Thành ra nếu quý vị để ý thì những cái thân ở dưới này nó đã hóa mộc và nó đang thu lui luôn. Thì theo như người ta nói là cái cây này về cái độ dài của nó đó quý vị, thì nó có thể phát triển cho tới 1 mét cho tới 2 mét tùy theo cái độ tốt của phân. Thì như cái cây này thì nó cứ ra dài 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 mãi và chúng tôi đã cuộn cuộn nó ở trong một cái khuôn đó, thành cho nó ở trên nó nhìn nó tròn như thế này đó quý vị đó. Thì cái đặc điểm của cái cây này á, thì khi mà nó già thì những cái lá ở dưới cái thân nó từ từ nó rụng đi hết và nó chỉ có những cái cây ở trên ngọn thôi. Do đó là nếu chúng ta muốn nhìn thấy cái cây nó sum xuê thì mình phải cuốn cái thân nó, sau đó để cho mình nhìn thấy nó che những cái cành trơ đi. Nhưng như quý vị thấy này, ở đây ở dưới này là coi như nó cho toàn là thân mộc không à, nó đen. Trừ khi chúng ta thích nhìn cái cảnh này thì không nói ha, còn nếu chúng ta không thích á thì chúng ta phải quấn những cái cành này cho nó xuống đây để nó che những cái thân này đi. Thì cái cây này chúng tôi có cũng khá lâu rồi và chúng tôi nhìn thấy thích cái kiểu cái thân như thế này nên chúng tôi đã quấn nó theo cái dạng như thế này. Và như quý vị thấy đây, nó ra hoa nè. Cái cây này á là cây trong nhà nhưng mà nó rất thích chỗ có nắng. Nắng thì không cần nắng trực tiếp đâu quý vị, nắng gián tiếp cũng được nhưng mà phải có nắng. Nếu mà không có nắng thì cái thân nó sẽ dài ra và nó không có ra hoa, nó phải có nắng nó mới ra hoa. Thì thưa quý vị, đây là một cái cây cánh thiên thần khác mà chúng tôi có. Cái cây này thì nhỏ thôi, tôi mới nhân giống nó chắc cũng được khoảng mấy tháng. Thì cái cây này chúng tôi để ở cái chỗ nó không có được nắng lắm, do đó là quý vị sẽ thấy là những cái cành của nó dài ra đó, nó dài ra như thế này. Mà nếu mà nó dài ra như thế này thì cái cây nhìn nó sẽ không có, nó không có dày lá đó quý vị, nó không có sum xuê, nó không có đẹp. Thành ra nếu mà để cho nó cái cây nó sum xuê thì thường thường là mình phải phải bẻ bớt được quý vị. Chẳng hạn như cái cây này của tôi là tôi thấy nó dài quá, tôi không có thích, thì
mình muốn nó ngắn á, thì bây giờ tôi sẽ bẻ nó đi. À, như đây quý vị thấy không? Những cái mắt của nó dài như vậy nè. Thì cách bẻ là mình sẽ bẻ ở trên ngay cái đốt của nó nha. Chẳng hạn như chỗ này tôi muốn cho nó ra xum xuê ngay cái chỗ này, thì bây giờ ngay trên cái đốt này nè, mình sẽ bẻ đi. Thì đây thưa quý vị, đây ngay cái đốt này nè đó. Bây giờ tôi sẽ lấy cái kéo ha, tôi cắt ngay cái chỗ này đó, tôi cắt ra thì nó sẽ được một cái cành như thế này. À, cái cành này nếu mà quý vị muốn á, thì mình sẽ dùng cái cành này mình nhân giống ra thì quý vị sẽ được những cái cây con. Thì cái cách mà mình nhân giống á, là đây cái cành này, thì quý vị những cái lá mà gần phía dưới này nè mình bỏ đi, khoảng bỏ hai cái này là vừa rồi đó quý vị, bỏ hai cái này đi. Xong rồi còn cái cành này á, thì quý vị sẽ cắm vào một cái ly nước. Thì thường thường bây giờ ở đây chúng tôi là mùa đông thì nó khá lạnh, thực ra là không phải là cái mùa lý tưởng để mà mình nhân giống. Nhưng mà hôm nay thì tại vì cái cây này của tôi nó cao, nó dài quá, nó xấu quá, tôi muốn cho nó xum xuê, thành ra tôi cắt nó. Và mình cắt thì cái cành này mình bỏ cũng tiếc. Thành ra thôi thì tôi sẽ cắm vào một cái ly để cho nó, nếu ra rễ được thì mình sẽ có cây con. Tại bỏ cũng tiếc lắm quý vị. Đó là một cành. Và qua cái cành thứ hai này cũng vậy nè quý vị. Cái cành thứ hai này là nó cũng dài quá, và tôi thì cô cũng không có thích nó, nên là bây giờ cái cành thứ hai này tôi cũng sẽ cắt. Tôi sẽ cắt ở ngay chỗ cái mắt nha, chỗ này nè quý vị. Đó. Tại vì cái chỗ nào mình cắt á là chỗ đó nó sẽ tỉa ra, nó sẽ ra hai cành ở ngay cái đó, nó ra hai cái đọt ở ngay đó. Do đó bây giờ cái cành này nó dài quá tôi không thích thì tôi sẽ cắt nó ngay đây. Mà các bạn nhớ là mình cắt ngay ở phía trên cái mắt một chút xíu nha. Đừng có cắt ở dưới này. Đó. Cắt ở dưới này thì nguyên cái khúc này nó sẽ đi chết. Và nó sẽ ra cái đọt ở ngay đây. Mà khi nó để nguyên một khúc dài như vậy nó chết thì nó sẽ dễ rất là gây mầm bệnh, hoặc là nó bị thúi, nó sẽ làm yếu cái cây. Do đó quý vị nhớ là mình cắt ngay đây nè. Đó, cắt ngay đây. Thì bây giờ đây tôi lại có thêm một cành nữa để nhân giống. Và cái cành này cũng vậy nha quý vị. Nó dài này nó xấu quá, nên tôi cũng sẽ cắt này ngay đây. Cắt ngay đây. Đó. Là bây giờ quý vị thấy cái cây cây lá thiên thần begonia của tôi bây giờ thì nó nhỏ, nhưng bây giờ nó còn nhỏ xíu rồi, nhưng mà không sao, bây giờ cái cây này tôi sẽ tưới nước cho nó, và tôi sẽ để cho nó ở cái chỗ có khá ánh nắng một chút xíu, thì ở những cái chỗ mà tôi vừa mới cắt này quý vị, nó sẽ đâm ra hai cái đọt non ở ngay đây. Thì vì vậy thì nhờ vậy thì cái cây nó sẽ sum xuê, tại vì tôi thích cái cây sum xuê chứ cây nó dài thòn mà tôi không có thích. Đó, hình đây là chia sẻ với quý vị cái cách để mình tỉa cái cây cánh thiên thần như thế nào để cho nó ra sum xuê. Thì thưa quý vị, mấy cái lá mà mấy cái cành mà nãy tôi mới cắt nè, chẳng hạn như cành này, thì bây giờ tôi cũng sẽ bỏ một hai cái lá gập ở dưới này của nó đi. Ở đây nó còn là 4 cái lá thì nó cũng hơi nhiều, nên tôi sẽ bỏ thêm một cái nữa. Đó là cái cành này, chưa còn lại là 3 cái lá. Thì cái cành này tôi sẽ cắm vào nước. Cành này tôi cũng sẽ cắt cho nó. Cắt bỏ cái lá này đi, nó ở dưới sâu quá. Cái này cũng bỏ đi luôn. Đó, nó còn như vậy thôi. Và cái cành này tôi cũng sẽ cắm vào và đi nước. Thì đó quý vị, đây là tôi có 3 cành. Thì mùa này thì mình ngâm, mà nếu mà ngâm nước mà quý vị để vào cái chỗ tương đối có nắng và có ấm một chút xíu, có sưởi đó, thì cũng có thể nó sẽ lên rễ. Nhưng mà chắc chắn là nó sẽ lâu hơn vào mùa xuân hay mùa hè, là cái mùa mà chúng ta có khá nhiều ánh nắng và cái nhiệt độ nó ấm, thì cái cơ hội mà để nó mọc rễ sẽ nhanh hơn. Còn cái này thì nó sẽ hơi khó, nhưng mà thôi mình cầu hên vậy ha. Đó. Còn đây quý vị, đây là một cái cành mà tôi cũng ngâm từ hồi mùa hè á, mà rồi mình quên đi quý vị, bận rồi. Quý vị thấy nó ra rễ nè, nó ra một lô rễ luôn, và ngay cả lúc mà mình đang ngâm để mà nhân giống mà nó cũng ra hoa nè quý vị, nó ra một chùm hoa. Thành ra cái cây này chắc hôm nay tôi cũng trồng nó xuống luôn. Thì để chiếu cho quý vị thấy là cái cây
cánh thiên thần này nó rất là dễ hoặc rễ. Nếu quý vị muốn có cây con thì quý vị cứ cắt và ngâm như vậy thì quý vị sẽ có cây con. Để chăm sóc cái cây này thì nước nó cũng không có cần nhiều nước lắm đâu, cây này thực sự ra nó chịu hạn khá là tốt, thành ra nếu mà vào mùa hè hay mùa xuân đó, thì quý vị tuần tưới cho nó một lần. Này mùa đông đó, thì tưới nó ít thôi, tại vì tưới nhiều đó, nó sẽ bị úng. Cái cây này đặc biệt là nó không có thích đất úng, thành ra phân thì đầu mùa xuân quý vị có thể cho nó một lần phân, mùa hè có thể cho thêm một lần nữa, tại cái cây này nó cần rất là nhiều phân, phân và ánh nắng có khá thì nó mới ra hoa quý vị. Cái cây này mà nó thiếu phân với thiếu nắng thì nó chỉ có lá không, nó không có ra hoa. Mà nếu nó ra hoa thì nó cũng ra hoa rất là nhỏ, và đôi khi nó ra hoa là cái màu của nó không có được đẹp, nó nhạt, cái bông nó nhỏ xíu à. Đó, đó là chia sẻ với quý vị cái cách để chăm sóc cây cánh thiên thần Begonia. Thì thưa quý vị, hôm nay tôi đã chia sẻ với quý vị về cái cách săn sóc cũng như là nhân giống cho cái cây cánh thiên thần. Hy vọng rằng cái clip này sẽ giúp các bạn là có can đảm ha để trồng cái cây này ở trong nhà. Cây này là một loại cây rất là dễ trồng và nó cho quý vị những cái màu xanh tươi mát ở trong nhà, tạo ra một cái nhìn thoải mái, dễ chịu. Thì đây là cái cây cánh thiên thần lớn nhất mà tôi có ở nhà. Đây là cái cây mà tôi vừa mới chia sẻ với quý vị cái cách mình tỉa cành cho nó để cho nó xum xuê. Và thưa quý vị, đây là cái ly nước mà tôi đã cắm những cái cành mà nãy tôi vừa mới cắt ra đó. Thì hy vọng rằng nó cũng sẽ bắt rễ và tôi sẽ có một số những cái cây angel wing nhỏ nữa, cây cánh thiên thần nhỏ nữa để trồng những cái chậu bé bé xinh xinh ở trong nhà. Thì hôm nay chia sẻ với quý vị cái cách trồng một cái cây rất là dễ thương ở trong nhà để cho có không gian tươi mát, rất là dễ, và cũng chia sẻ với quý vị. Thôi thì tôi xin dừng cái video clip này ở đây. Chúc quý vị một ngày vui vẻ. Nếu mà quý vị khi mà trồng cái cây này mà gặp những cái gì khó khăn hay là có những cái bình luận gì thì cứ xin bình luận ở phía dưới. Tôi sẽ cố gắng nghĩa là hướng dẫn cũng như là chia sẻ những cái kinh nghiệm của tôi với quý vị về cách trồng cái cây cánh thiên thần này. Xin kính chào quý vị.